Xin chào anh em, hôm nay chán drip rồi, mình sẽ nâng cấp con F1 V3 này với bốn cái bánh xe địa hình offroad này nhá. Sang bãi đất kia huyền thoại đấy, chạy mấy vòng offroad xem nào. Xem nó có khủng hơn drip không. Rồi, thay bánh chiến luôn anh em nhá. Như vậy xong nha anh em ạ. Thay xong bốn quả lốp địa hình vào nhìn hầm hố ghê thật. Rồi bây giờ lên đường chạy thử anh em nhá. Con này mà bây giờ off-road thì đúng bài. Bỏ luôn cái ống tiêu này đi nghe cho nó phê anh em nhá.